quay trở lại vào vườn Mộ Phong, một trong các vườn đẹp. Anh em đã tràn ngay vào trong nhà. Đấy, đẹp chưa? Vườn Mộ Phong nó đẹp mà. Ừ. Ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay. Sáu tay ba đầu. Vườn Mộ Phong rất là nhiều đổi mới. Rất mua về rất nhiều cây. Nó có sự thay đổi về diện mạo. Như một cuộc trưng bày rất gọn ghẽ tác phong của Mộ Phong. Quá đẹp đấy. Vườn của Mộ Phong rất tuyệt vời. Rất gọn đấy nhỉ. Ừ, gọn gàng rồi. Cắt gọn đều. Vườn Mộ Phong rất gọn gàng. Và rất nhiều cây mới. Rồi, xin chào nhá. Chào, tôi gọi điện thế nào mà thấy im thế? Ông hay là có khách gì nào không ăn uống gì đâu à, sợ quay mất vườn rồi. Mộ Phong gọi điện chả thấy gì, mệt thế, gọi điện thì kêu đương rửa tay không để ý điện thoại. Qua đẹp. Vườn Mộ Phong rất tiến bộ. Vâng. Có rất nhiều cây mới. Và đã chọn những cây rất là chuẩn chỉ. Cây nào cũng xinh. Cây này già. Các em nào cũng xinh. Cây này già. Hỏi đậu cổ. Đậu cổ. Hỏi đi. Hỏi đi xem cây này thế nào. Trong nháy mắt thôi. Rất nhanh chóng. Cái này mấy tiền đồng chí? Đồng chí Mộ Phong. Ôi, sản phẩm mới. Rất đẹp. Rất đẹp đấy bác ạ. Vườn Mộ Phong bây giờ đã có sự thay đổi. Hơn một năm đến thăm lại vườn thì quả là anh đã chọn những tác phẩm rất đẹp, làm tô điểm thêm ngôi vườn chật hẹp của mình. Tôi cũng sẽ quay nhanh bởi vì là cũng chỉ cho phép trong 10 phút anh em dừng xe và sẽ trở về trên con đường là trở về. Đây vẫn là trên con đường đi du lịch tham quan trở lại vườn Mộ Phong. Chỉ cho phép dừng lại trong một thời gian rất ngắn, cho nên tôi sẽ quay tốc độ cao, sau đó quay vào còn uống nước nói chuyện, không lại không được một câu nào như mấy vườn trước vì thời gian quá hẹp. Cho nên tôi đã không giao dịch được câu chuyện nào. Anh em lâu ngày gặp nhau. Và đến đây là quay luôn. Quá đẹp. Đây, đây này. Ôi. Một chào chị. Vườn Mộ Phong với màu áo mới. Với những cây mới chứ không phải là màu áo mới. Cây xì. Ok. Cây cọ.
Như vậy là chỉ một vòng nữa là tôi sẽ nhanh chóng kết thúc. Quá đẹp. Ngọc Phong đã chọn những cây rất ưng ý, rất trau chuốt, được bộ bệ tay cành đóng rất là chuẩn chỉnh. Những cây đẹp như thế này, vàng cỏ vẫn để nguyên. Đây là bộ của nó rồi, 2-3 bộ, 1-2 bộ. Những cây cổ để được bộ như thế này quả là tuyệt tác. Hoa giấy bắt làm cậu bên cạnh cây ba thân. Cây nào cũng đẹp, nhưng mà cây nào cũng đẹp, cây nào cũng xinh. Thành cách của một con. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào bên trong. Chào anh, chúc có nhiều tiến bộ, rất nhiều vườn rất là đẹp. Hiện nay đã chọn được những tác phẩm rất ưng ý. Thế mình hỏi vào đường này, nếu là đường 10 nó phải thế. Đang theo quốc lộ 1A. Đường 10 thì từ Ninh Bình ra qua cầu Non Nước đúng không?